Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Có thể là nhiều bạn đang muốn tìm một cái củ sạc thay thế cho cái sạc gốc của laptop. Ở đây mình đang có một củ sạc, đây là củ sạc tiêu chuẩn của laptop Lenovo, công suất đến 65W. Tuy nhiên cái củ sạc nó cũng rất là to. Trước đây thì cái kích thước như thế này là khá là bình thường. Tuy nhiên khi có cái công nghệ sạc theo cái gen ra đời á, thì cái kích thước các củ sạc và hiệu suất nó tăng lên đáng kể và kích thước được thu gọn. Củ sạc Lenovo này thì nó có hỗ trợ cái chuẩn sạc là PD, Power Delete, và cái cổng Type-C dùng cho các cái laptop có hỗ trợ cái sạc theo cái chuẩn Power Delete. Còn những cái laptop mà cái công suất cao hơn nó dùng cái cổng sạc cổng DC thì nó sẽ là một cái vấn đề khác. Chúng ta có thể chuyển từ Type-C sang DC nếu như cái laptop sử dụng công suất phù hợp với lại cái củ sạc. Vì hiện giờ là cái theo cái chuẩn sạc PD 3.0 thì cái cáp là nó chỉ chịu đựng được khoảng 5A thôi. Thì nên các cái củ sạc mà 20V 5A thì tối đa hiện giờ cái cáp chuyển Type-C sang DC chỉ được tối đa khoảng 100W. Những laptop mà nó laptop chơi game chẳng hạn thì nó dùng cái công suất cao hơn thì có khả năng sẽ không dùng được. Đây mình đang nhấn mạnh đến những cái laptop thông thường sử dụng adapter 65W. Củ sạc mình đang có đây là củ sạc của Xiaomi. Củ sạc này thì cũng khá là lâu. Tuy nhiên khi nó ra đời á là nó sự đột phá rất lớn. Cái này củ sạc này thì nó ra đời từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, đến giờ cũng gần 4 năm rồi. Tuy nhiên đến giờ thì vẫn chưa có củ sạc nào mà nó nhẹ như củ sạc này, cùng công suất 65W, rất là nhỏ gọn. Cùng thời điểm sau củ sạc Xiaomi thì Anker có một cái củ sạc A2718. Củ này thì nó không sử dụng công nghệ gen mà sử dụng công nghệ riêng của Anker thôi. Kích thước rất là nhỏ gọn, cũng một cổng Type-C. Củ sạc này thì cũng ra đời từ năm 2020. A2718, củ sạc này cũng khá là nổi tiếng vì nó có mức giá rất là phù hợp. Còn hiện giờ thì giá trên các shop thương mại thì nó bán khoảng hơn 200.000 thôi. Khoảng 220, 250 gì đấy. Tuy nhiên củ sạc Xiaomi thì giá là vẫn đang cao, 400-500. Do đó nó ít phổ biến hơn cái củ sạc Anker. Các củ sạc này thì nó có dạng là cắm tường, do đó nó cần có một cái sợi cáp Type-C hai đầu để kết nối với laptop dài khoảng 2m. Tuy nhiên kể cả có sợi cáp như thế này thì nó vẫn gọn hơn cái củ sạc tiêu chuẩn của laptop rất là nhiều. Tất nhiên là trọng lượng nhẹ hơn, gọn hơn, và cái củ sạc này nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cái chuẩn sạc khác nhau để sạc cho điện thoại ngoài cái việc dùng cho laptop. Thì hôm nay mình sẽ test nhanh cái củ sạc Anker Xiaomi và cái củ sạc laptop, xem thử là cái sự chuyển đổi giữa cái cục adapter truyền thống này lên cái sạc gen kích thước nhỏ gọn là nó có cái được cái lợi ích hoặc là nó có chất lượng như thế nào so với cái sạc gốc nhé. Đây, củ sạc này mình mua từ 2020 nè, cũng khá là bền, xài hơn 3 năm rồi. Đây, các cái chân cắm là nó bị cái dấu hiệu của bị phóng điện và nó bị đen hết cái đầu. Củ sạc mình đây là củ sạc Lenovo, nó đi theo một cái laptop nội địa, do đó nó cái chân cắm thì nó là ba chấu thế này, cần một cái đầu chuyển. Củ sạc và cái dây của sạc laptop thì nó đến gần 380g. Nếu chúng ta dùng một củ sạc gen của Xiaomi và kèm dây 2m 138 140.
152 không 150 gram. Rõ ràng là cái trọng lượng nó được giảm bớt rất là nhiều trong cái hành trang của chúng ta nếu chúng ta sử dụng một củ sạc gen như thế này. Kiểm tra chuẩn sạc thì cái củ sạc Lenovo tiêu chuẩn này là nó chỉ hỗ trợ cái chuẩn sạc PD 3.0 và Samsung 5V 2A thôi. Các cái chuẩn sạc khác đều không hỗ trợ. PD 3.0 và nó có 4 cái tập tin fit là từ 5, 9, 15, 20 và tối đa là 65W. Như vậy là cái củ sạc này nó chỉ hỗ trợ cái chuẩn sạc PD 3.0. Củ sạc Anker A2718 thì nó có hỗ trợ thêm một số chuẩn sạc như EPO, QuickCharge 23 và có cái PPS. Về PD out thì củ sạc Anker này thì nó có hỗ trợ 5 tập tin, có 3-4 fit và 1 PPS. Hỗ trợ cái tập tin PPS khoảng 3,25A. Củ sạc Xiaomi 65W AD65G thì nó hỗ trợ nhiều chuẩn sạc hơn là của Anker, cũng có EPO, Samsung QuickCharge 23, AFC, FCP và PD 3.0 có PPS. Về PD out của củ sạc Xiaomi thì nó có đến 7 tập tin, 5 fit và 2 PPS. Hỗ trợ cái tập tin PPS là 5V đến 11V 5A. Đây là cái laptop Lenovo và có củ sạc đi kèm đây. Đây là củ sạc đi kèm laptop. Cái laptop này là laptop nội địa Trung Quốc. Cái mặc định của nó là nó sạc qua bằng cổng Type-C. Nên nó có biểu tượng sạc nè. Tuy nhiên do mình cần cái test các cái củ sạc mà có chức năng chuyển từ Type-C đến DC nên mình đã khoan cái vỏ và mình làm thêm một cái cổng sạc DC theo chuẩn của Lenovo ở góc tròn này. Như vậy là mình sẽ có hai cái cổng sạc đầu vào DC và Type-C. Đầu tiên là mình sẽ test cái củ sạc đi kèm máy. Laptop nó đang sạc pin và cái công suất nó khá là cao đến 58,8W. Trung bình thì cái công suất nó dao động khoảng 50 thôi. Các bạn thấy cái điện áp nó giữ là khoảng 20,19, 20,2. Cái điện áp nó rất là cao. Tiếp theo là mình sẽ thử bằng cái cổng chuyển DC ra Type-C nè. Cái Type-C qua DC. Thì công suất nó cũng tương đương. Trong này nó có một cái mạch trigger khi cắm vào thì nó lập tức là nó sẽ trigger cái công suất ra 20V. Cái điện áp 20V. Tiếp theo là củ sạc Anker A2718. Công suất hiện giờ đang dao động khoảng 50W. Vì cái laptop Lenovo này nó có cái tùy chọn là sử dụng nguồn bên ngoài và không sử dụng pin hoặc là vừa sạc pin. Hiện giờ cái laptop đang bật chức năng sạc pin nên cái công suất nó tiêu thụ khoảng 50W. Nếu mà bật cái chức năng mà sử dụng nguồn ngoài thì công suất tiêu thụ nó sẽ thấp hơn.
Bạn thấy là cái điện áp nó hiện giờ nó tụt xuống khoảng 14,5 V này. Mình sẽ thay bằng cái củ sạc Xiaomi. Công suất tương đương thì nó 19,6. Nó cao hơn cái củ sạc Anker khoảng 0,1 V thôi. Các cái củ sạc này mình sẽ test cái khả năng mà ví dụ như mình chuyển thành cái các Type C sang DC này. Cái công suất hiện giờ là nó đến 58,5. Đang bật cái chế độ sạc pin. Bây giờ mình sẽ tắt cái chế độ sạc pin lên và sử dụng nguồn ngoài. Nếu mà sử dụng nguồn trực tiếp thì cái công suất laptop nó tiêu thụ rất là thấp. Nó dao động khoảng từ dưới 10W cho đến 20 hoặc 30 tùy cái tác vụ mình sử dụng. Rất là thấp. Các bạn có thể thấy cái công suất laptop khi dùng nguồn trực tiếp thì nó rất thấp nha. Có lúc nó chỉ xuống khoảng 7W thôi. Laptop sử dụng cái sạc theo chuẩn Power Delivery thì cái điện áp thì nó điều chỉnh nhờ cái chip sạc ở trong laptop. Tuy nhiên có những cái laptop thì nó chỉ dùng được với lại cái nguồn là 20V thôi. Còn có những cái laptop thì nó có thể dùng được cái nguồn từ cái củ sạc nó có cái điện áp thấp hơn. Ví dụ như cái laptop của mình đây á, là nó có thể dùng được cái điện áp từ những cái củ sạc 20W như thế này. Ví dụ như đây là củ sạc của ZMI 20W mà nó chỉ có cái profile là 12V thôi. Mình sẽ cắm sạc mình sẽ cắm cho cái laptop này để xem cái như thế nào nha. Laptop nó vẫn nhận được và cái công suất thực tế đang sử dụng từ nguồn ngoài thì nó gỡ loanh quanh khoảng 6 đến 10W thôi. Như vậy là cái khả năng mà dùng cái nguồn có cái điện áp và như thế nào đó là do hoàn toàn do cái chip sạc của cái laptop. Và nên có thể một số laptop có thể dùng được những cái củ sạc công suất thấp. Nhưng có một số loại thì không dùng được. Sạc cho Samsung S23 Ultra thì củ sạc Xiaomi nó đạt được khoảng 36W. Và nó đang kích hoạt cái chuẩn sạc là PD380PPS 3,85A cũng khá là cao. Cái này thì đã đạt cái chuẩn sạc là Fast Charge 2.0 này. Củ sạc Anker A2718 thì sạc cho S23 Ultra thì nó được khoảng 29,7W. Củ sạc tiêu chuẩn của Lenovo sạc cho S23 Ultra được khoảng 24,6W theo cái chuẩn PD 3.0. Để sạc cho cái iPhone 13 Pro Max thì nó cần có một cái cáp có đầu Lightning.
Tuy nhiên cái đầu ra của cái củ sạc Lenovo này thì là Type-C, sẽ không có cái cáp. Ở đây mình không có cáp chuyển. Ở trên thực tế thì nó có một cái bán, ở trên thực tế thì họ có bán một cái đầu chuyển từ Type-C sang Lightning, nhưng ở đây thì mình không có. Do đó là nếu mà sử dụng cục sạc tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ rất là khó sạc cho cái iPhone. Và nếu dùng đầu chuyển thì cái công suất nó cũng không cao. Đây là một sự bất tiện khi chúng ta sử dụng cái cục sạc adapter laptop này. Cục sạc Anker A2718 sạc cho iPhone 13 Pro Max khoảng 25,6W và đạt cái công suất tối đa của cái iPhone này hỗ trợ. Cục sạc Xiaomi 65W thì sạc cho iPhone 13 Pro Max khoảng 25,9W. Công suất cũng khá là cao so với cái công suất của cái iPhone. Mình sẽ tiến hành đo rip and noise của các cái củ sạc. Đầu tiên là củ sạc tiêu chuẩn của Lenovo. Thì ở cái mức 5V 0A thì cái rip and noise của nó hiện giờ là khoảng 38,4 mV. Rip and noise hiện giờ của nó là 164 mV. Chín V 3A và hiện giờ là cái rip and noise nó là khoảng 194 mV. Rip and noise của củ sạc ở cái mức 15V 3A khoảng 214 mV. Hai mươi V 3,25A 65W của sạc Lenovo thì nó có rip and noise khoảng 230 mV. Củ sạc Xiaomi 65W AD65G ở 5V 0A thì cái rip and noise nó khoảng 76 mV. Mức 5V 3A rip and noise của củ sạc đang là 212 mV, cũng khá là cao so với cái mức 5V. 9V 3A và cái rip and noise của nó hiện giờ đang là 162 mV. 12V 3A và rip and noise của sạc khoảng 32 mV. Mười lăm V 3A rip and noise của sạc khoảng 33,6. Hai mươi V 3,25A 65W thì củ sạc Xiaomi 65W này nó đang có cái rip and noise khoảng 36,8 mV. Rip and noise này rất là tốt so với cái củ sạc Lenovo. Củ sạc Anker A2718 ở mức 5V 0A thì cái rip and noise nó hiện giờ khoảng 82 mV. Ở mức 5V và 3A thì cái rip and noise của sạc Anker đang ở khoảng cái mức 118 mV. 9V 3A và cái rip and noise của sạc hiện giờ khoảng 112 mV. Mười lăm V 3A và rip and noise của sạc Anker được khoảng 104 mV. Ở mức 20V 3,25A 65W thì của sạc Anker A2718 nó đang có rip noise khoảng 120 mV. Cái rip and noise này thì nó tốt hơn cái của sạc Lenovo, tuy nhiên nó lại không tốt bằng cái của sạc Xiaomi 65W. Mình vừa thực hiện test nhanh các cái củ sạc nhỏ gọn thay thế cho củ sạc zin của laptop. Quá trình test cho thấy củ sạc của laptop loại tiêu chuẩn
thì chất lượng nó cũng ở mức trung bình thôi. Và kích thước nó rất là to, nặng. Mà cái ưu điểm của nó là do tặng kèm laptop nên chúng ta sẽ không tốn chi phí nào khác. Và cho thấy quá trình test đó, thì của sạc Xiaomi này có chất lượng điện áp ở cái mức full load thì cái chất lượng áp khá là tốt. Cái grip Renoi tốt hơn nhiều so với của Anker, và của Anker cũng tốt hơn cũ sạc zin của laptop. Grip Renoi của sạc này trong full load thì nó đến hơn 200 mV. Sạc Anker thì khoảng 120 thôi. Còn của sạc Xiaomi này thì tốt hơn của Anker rất nhiều, khoảng ba mấy 40 mV. Và các củ sạc này thì chúng ta phải đầu tư thêm một cái sợi cáp Type-C. Có nếu mà cái cáp Type-C này mà không đủ chiều dài á, thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái sợi cáp nguồn nối dài để cho cái sử dụng cho nó hợp lý hơn. Rõ ràng chúng ta thấy thì cái những cái sự lựa chọn này á, là nó đều có đáng giá để chúng ta thay thế cho cục sạc zin của laptop. Thứ nhất là về kích thước, các củ sạc như Xiaomi này nó rất là nhẹ, chỉ hơn 80 g, và củ sạc Anker này thì cũng chưa đến 100 g đâu, 90 mấy g, so với củ sạc zin ở 200 mấy 300 g thì chúng ta sẽ gọn nhẹ hơn rất là nhiều. Và cho thấy thì ngoài việc sạc laptop thì chúng ta có thể sạc được một số điện thoại mà có cái chuẩn sạc hỗ trợ, ví dụ như là hai củ sạc này đều hỗ trợ PPS sạc siêu nhanh cho Samsung, và các cái chuẩn sạc khác như là Apple hoặc là Quick Sạc 23. Trong khi các cái chuẩn sạc của củ sạc tiêu chuẩn laptop này thì nó chỉ có hỗ trợ là PD 3.0 thôi. Do đó khi chúng ta dùng laptop với cái cục sạc tiêu chuẩn này á, chúng ta phải có một cục sạc riêng cho iPhone. Trong khi các cái củ sạc này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cáp C to Lightning, là có thể sử dụng chung giữa laptop và điện thoại. Rõ ràng đây là một cái sự thay thế đầu tư phù hợp cho các bạn có một cái nhu cầu làm nhẹ bớt cái ba lô của mình, và nó cũng có mang lại cái lợi ích là chúng ta có thể sạc thêm điện thoại và iPhone cũng như là Samsung và những cái điện thoại khác. Ở đây là hai củ sạc này rất là nhỏ gọn, là do nó chỉ có một cái cổng Type-C. Còn nếu mà chúng ta cần một cái thiết bị mà sạc nhiều thứ, cả điện thoại, laptop cùng lúc, thì nên sử dụng một cái củ sạc mà nó có nhiều cổng. Ví dụ như là những cái củ sạc mình đã có review trước đây, như là Urin, Rad Power hoặc là Morpher, Belkin, thì những củ sạc đó thì nó có nhiều cổng và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta sạc nhiều thiết bị cùng một lúc. Tuy nhiên là nó sẽ không gọn nhẹ như hai củ sạc mình đang có ở đây. Chúc các bạn lựa chọn được củ sạc phù hợp với cái nhu cầu và cái mong muốn của mình, cũng như cái mức giá phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.